xin chào. Hôm nay chị em mình sẽ cùng làm slime metallic. Slime có ánh nhũ kim. Slime metallic là slime có nhũ ánh kim, nhìn giống như là kim loại vậy đó. Đầu tiên chúng ta cho nước, xong rồi cho hồ, và sau đó là trộn đều. Xin lỗi bởi vì cái chiếc của chị hôm nay nó hơi dơ, vì trước đó chị đã làm một cái loại slime có màu, đó là slime matcha. Hôm nào chị sẽ đăng và chỉ cho chị em làm nha. Rồi sau khi hồ đã hòa trộn hoàn toàn với nước, chúng ta sẽ cho một nguyên liệu bí mật vào, đó chính là lipoy. Chị nói giỡn thôi, nhưng mà tụi em đều có thể cho tất cả những cái sữa tắm nè, dầu gội đầu, nước rửa tay nào mà có cái ánh kim giống như vậy nè. Đối với lipoy thì nó thường hay có cái ánh nhũ giống như thế này. Đây, chưa chi trộn mà chúng ta đã thấy nó có ánh nhũ giống như là ngọc trai vậy đó. Không biết là qua camera tụi em có nhìn thấy hay không. Rồi hôm nay chị muốn có để nhìn cho rõ hơn thì chị em mình như thế này, thì khi mà bỏ activator vào là cũng đã thành được một cái slime ngọc trai rất là đẹp rồi. Nhưng mà chị muốn pha thêm một chút xíu màu để nhìn cho nó rõ nhé. Chị cho một ít màu hồng tím và kem đánh răng. Bắt đầu khuấy trộn đều tất cả những nguyên liệu này lên. Kem đánh răng sẽ đóng góp vai trò giúp cho slime của chúng ta được mềm. Rồi, ra được một cái màu hồng nhìn nhức mắt quá hen. Nhưng mà nhìn là vô cùng óng ánh luôn đó. Rồi, sau khi tất cả các nguyên liệu đều đã hòa trộn, chúng ta sẽ cho activator vào. Gần đây thì các shop online cũng đã bắt đầu bán dung dịch activator pha sẵn từ Borex. Thì chúng ta nên mua những cái chai như vậy để tránh cho tay chúng ta không cần phải chạm vào trong bột Borex thô nha tụi em. Bởi vì Borex chính là hàng the, mà hàng the thì không tốt khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp bằng da thường đâu. Chúng ta tiếp tục cho activator vào cho đến khi nào mà slime của chúng ta không còn dính thành nữa. Chị rất là thích nhồi slime bằng tay không để kiểm tra được cái độ mềm dẻo của em nó. Và chị cũng rất là thích cái tiếng tách tách khi mà cái slime nó chuẩn bị có thể tách ra khỏi cái đồ đựng đó. Đây, một màu hồng vô cùng quyến rũ và rất bóng. Glossy chứ hả? Rất là bóng và đẹp luôn. Về độ mềm và dẻo thì khỏi phải bàn. Rồi chúng ta sẽ để bạn này thêm một bên và sẽ bắt đầu với một bạn slime khác. Và đây là cách thứ hai để làm slime metallic nhé. Đầu tiên chúng ta cũng cho nước vào, sau đó cho hồ trong suốt vào. Muỗng dơ quá, lúc nãy quên rửa rồi. Chúng ta khuấy và đảo trộn cho hồ và nước hòa trộn vào với nhau nhé. Rồi, đây là một nguyên liệu quan trọng, đó chính là bút nhũ. Cái bút nhũ này chị đã lâu không xài rồi cho nên nó chắc đã hư, cho nên chị sẽ lấy ra làm slime luôn. Tách ra và lấy ruột. Chúng ta sẽ lấy cái ngòi bút này ra. Ở đây nó có một cái khớp, chúng ta cứ tháo từ từ. Rồi sau đó chúng ta thổi. Rồi, nhũ hồng chính gốc đây.
Wow, đẹp quá. Sau đó chúng ta vẫn cứ cho một chút. Bởi vì chị rất là thích slime bông á, nên là chị rất là hay cho thêm lime boy và một ít kem đánh răng. Wow, màu của bạn này làm chị mê luôn rồi đó nha. Bạn này sẽ được cho vào trong bộ sưu tập slime metallic của chị. Chị đã bắt đầu thấy hỗn hợp nó khá là đặc lại rồi đây nè. Cái màu này nhìn là phát là mê luôn. Vẫn như thường lệ, chúng ta lại cho dung dịch activator vào. Chị rất là thích màu hồng. Chúng ta cứ đảo trộn cho đến khi nào slime tách ra khỏi đồ khuấy nhé. Tách ra khỏi đồ khuấy và đồ đựng là được. Chị rất là thích nhào trộn slime, nhất là cái lúc mà slime nó vừa mới tách ra khỏi đồ đựng, rất là mát. Mà mình còn có thể nắm được là slime nó đã đủ độ chưa. Chị thấy là bằng cách này giống đến 90% khi chúng ta làm với bột metallic. Và đây là thành quả của chúng ta, một cục slime metallic rất là đẹp.